Quỹ đất rộng 13 hecta của BW tại khu công nghiệp Dầu Dây, tọa lạc ngay giao lộ cao tốc Long Thành Dầu Dây và quốc lộ 1A. Chỉ cách sân bay Long Thành 28 km, cách cảng Đồng Nai 38 km, cách cảng Cát Lái, cảng Cái Mép và các cụm công nghiệp Đồng Nai khoảng 60 km. Nhà xưởng xây sẵn có thể mở rộng diện tích tùy ý của BW là sự lựa chọn lý tưởng với các ngành thâm dụng lao động như cao su, nhựa, dệt may và chế biến thực phẩm. Đặc biệt, khi mức lương tối thiểu tại đây còn thấp hơn so với các khu vực khác.